Bức ảnh được đăng cách đây không lâu trong một nhóm kín của những người yêu Hà Nội. Người ta không thấy gì nhiều ngoài hai tấm lưng của người già và cái nắm tay bình dị. Nhưng có lẽ tình cảm mà hai cụ dành cho nhau đã khiến nhiều người xem thổn thức. Bức ảnh cái nắm tay bình thường hút hàng nghìn like. Hôm nay ngồi lục lại laptop, tìm thấy mấy bức hình mình chụp cách đây 2 năm. Cũng khá lâu rồi nhưng khi xem lại thì cảm xúc vẫn vẹn nguyên. Đó là một cặp vợ chồng già, cụ ông đưa cụ bà đi chụp ảnh lễ hội hoa anh đào. Cụ bà thì có vẻ ngượng ngùng khi tạo dáng hoặc có người nhìn. Mỗi khi như thế thì cụ ông lại nhẹ nhàng sửa từng thế tay, dáng đứng. Thấy rõ được niềm vui, sự hạnh phúc trong ánh mắt của cụ ông khi chụp ảnh cho bà. Hai người chụp rất nhanh rồi lặng lẽ nắm tay nhau bước đi chỗ khác nhường chỗ cho mọi người. Đâu đó người ta có nói rằng, giá của cái nắm tay tuổi già là bao nhiêu dông bão tuổi trẻ. Mình không biết là thanh xuân của hai người đã trôi qua như nào, nhưng nhìn những cử chỉ yêu thương lúc nào, thì hẳn là ông bà đã có một quãng đường rất ngọt ngào, hạnh phúc. Thu sang, đông sắp tới, bạn đã sắm cho mình một chiếc người yêu để cùng nắm tay nhau qua những mùa đông dài sắp tới hay chưa? Người chụp tấm hình viết. Cảnh tượng tưởng chừng đơn giản nhưng thu hút hàng chục nghìn lượt like. Đa phần dân mạng đều bày tỏ ngưỡng mộ và mong ước có một tình yêu như thế. Nhiều người tát nữa kêu vào mong một tương lai bền chặt. Chẳng mong gì hơn ngoài một cái nắm tay nhẹ nhàng như các cụ. Đắng lòng mỗi cái là chưa biết tìm ai để nắm tay đây, thành viên Hạ Di than thở. Thời các cụ, hỏng thì sửa chứ không như thanh niên bây giờ, không chịu được là bỏ, thế nên ly hôn mới ngày càng nhiều. Thế mới nói trong chuyện tình cảm, cần nhiều lắm sự nhẫn nại, bao dung và một trái tim biết nghĩ cho người khác, một dân mạng khác nhắn nhủ.